Xin chào quý vị và các bạn, bây giờ là 6 giờ sáng và Bảo Ngọc rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Năng động du lịch Việt. Những thông tin du lịch hấp dẫn nhất sẽ luôn được cập nhật trong chương trình của chúng tôi. Mở đầu chương trình, như thường lệ, xin mời quý vị và các bạn đến với những thông tin văn hóa du lịch đáng chú ý. Đầu tiên là tin vui dành cho các bạn trẻ yêu sách. Bắt đầu từ ngày 26 tháng 7 tại đường sách thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai chương trình tri ân khách hàng với hai hoạt động là Happy Day và Lucky Book. Các hoạt động này hứa hẹn mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn, thu hút đông đảo người yêu sách. Chương trình khuyến mãi mua sách liền tay, niềm vui đông đầy diễn ra với hai hoạt động chính. Hoạt động Happy Day được diễn ra vào mỗi thứ ba hàng tuần. Tất cả khách hàng mua sách tại đường sách vào ngày này đều được giảm 30% giá trị hóa đơn cho tất cả các đầu sách. Bên cạnh đó, với mỗi hóa đơn mua hàng từ 300.000 đồng tại các gian hàng, quý khách sẽ được nhận ngay một thẻ Lucky Book. Thẻ này có giá trị tích lũy trong 10 lần mua, mỗi lần có giá trị đơn hàng là 300.000 đồng sẽ được nhận ngay một dấu mộc. Đến lần thứ 10, khách hàng sẽ được nhận quyển sách may mắn do gian hàng dành tặng cho mình. Thì em nghĩ là sau khi mà tổng kết 6 tháng đầu năm thì đây là những cái hoạt động cuối năm của đường sách để giúp cho tri ân bạn đọc rồi tăng lượng khách hơn đến với đường sách hơn. Chương trình ưu đãi lần này được thực hiện xuyên suốt tại đường sách nhằm tạo niềm hứng khởi, thu hút khách hàng khi đến tham quan và mua sắm. Dù mới chỉ đi vào hoạt động khoảng nửa năm, nhưng đường sách thành phố Hồ Chí Minh đã dần trở thành một điểm hẹn quen thuộc với tất cả người dân, giúp thúc đẩy mạnh hơn văn hóa đọc của các cư dân thành phố. Nổi lên như một viên ngọc quý giữa đại ngàn của huyện Tây Giang, làng văn hóa Tà Vàng của đồng bào dân tộc người Cơ Tu đang lưu giữ những giá trị văn hóa bản làng độc đáo tại biên giới Việt-Lào, tỉnh Quảng Nam. Tọa lạc giữa thung lũng nguyên sinh, con dốc thẳng đứng đưa du khách đến với làng văn hóa Tà Làng đang có cộng đồng người Cơ Tu phần lớn di cư từ Lào sang Việt Nam sinh sống. Sừng sững giữa sân làng là ngôi nhà gươi đứng vững chãi. Đây được xem là linh hồn của làng Tà Làng, là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa đặc trưng của người Cơ Tu. Xung quanh nhà gươi là những ngôi nhà mọc san sát. Trước cửa mỗi ngôi nhà, tấm biển có khắc số thứ tự và tên chủ nhà người Cơ Tu là điểm độc đáo khiến du khách thích thú. Được biết, tại làng văn hóa Tà Vàng, ngoài thời gian lên nương làm rẫy, người Cơ Tu còn dệt vải, giới thiệu đến du khách những đặc trưng trong sinh hoạt đời thường, văn hóa bản địa người Cơ Tu. Không chỉ tôi mà tất cả mọi người ở đây khi đến đây thì rằng là cảm thấy rất là vui, mình được tiếp đón bởi những cái văn hóa và cái phong cách người Cơ Tu rất là thân thiện. Thì tôi nghĩ rằng là đây là một trong những cái yếu tố giúp cái du lịch địa phương phải phát triển và phát triển một cách bền vững. Với những đặc trưng trong văn hóa bản địa, làng văn hóa Tà Vàng sẽ sớm trở thành điểm du lịch cộng đồng, thu hút du khách về với Tây Giang, Quảng Nam. Nằm trên ngọn Thủy Sơn thuộc danh thắng Ngũ Hành Sơn, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 13 km, chùa Tam Thai là một ngôi chùa cổ với hơn 400 năm tuổi. Nơi đây từng được vua Minh Mạng 3 lần ghé thăm, ưu ái đặt tên và phong quốc tự. Hiện tại, chùa vẫn đang trưng bày báu vật quả tim lửa là bút tích của vua với giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh sâu sắc. Nằm ở phía tây nam ngọn Thủy Sơn, con đường dẫn lên chùa là 156 bậc cấp lát đá và cổng tam quan rêu phong cổ kính. Chùa Tam Thai tọa lạc trên một khuôn viên bằng phẳng có chu vi khoảng 200 mét. Được biết, vào năm Minh Mạng thứ 6, 1825, vua cho xây dựng lại chùa. Khi hoàn thành xong, ngài ban một tấm kim bài bằng đồng hình chiếc lá đề, chiều rộng nhất 45cm, chiều hẹp nhất 35cm. Chung quanh có hình tượng tia lửa đang cháy nên được gọi là quả tim lửa. Bút tích này hiện được đặt ở nhà tổ phía sau chánh điện với những lời ca ngợi công đức của Phật Như Lai ở mặt trước. Mặt sau có ghi rõ Minh Mạng lục niên kiết Nhật Tạo, tạm dịch làm vào ngày tốt năm Minh Mạng thứ 6. Trải qua bao thăng trầm giông gió của tháng ngày, ngôi chùa Tam Thai vẫn sừng sững uy nghiêm, ấp ủ trong mình quả tim lửa. Đó là một trong những dấu ấn làm nên sự khác biệt cho danh thắng Ngũ Hành Sơn của Đà Nẵng. Sau đây là điểm tin về du lịch nước ngoài. Thưa quý vị, du lịch tại Hàn Quốc ngoài việc thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, quý vị còn có thể ghé thăm các ngôi làng làm bánh truyền thống của Hàn Quốc để trải nghiệm các món bánh hấp dẫn, đặc sắc. Một trong những nơi mà du khách tìm đến nhiều đó chính là làng Kangol, nơi làm ra món bánh hangwa đầy màu sắc. Hangwa là một loại bánh truyền thống của Hàn Quốc. Hangwa được đánh giá cao về màu sắc, hoa văn nghệ thuật trang trí cũng như hương vị ngọt dễ chịu của nó. Loại bánh này còn là hương vị không thể thiếu trong những ngày lễ Tết của người Hàn Quốc. Nếu như trước đây, hangwa chỉ được làm trong các dịp lễ quan trọng,
thì hiện nay tại ngôi làng Kango này, người dân làm bánh quanh năm nhằm phục vụ cho nhu cầu của du khách trong và ngoài nước. Đến đây, du khách sẽ được tham quan hướng dẫn quy trình làm bánh và còn có thể tự tay mình trang trí những chiếc bánh thơm ngon này. Những hạt đậu, táo đỏ và hạt dưa chính là nguyên liệu để du khách tô điểm cho những chiếc bánh trắng của mình. Với những điều thú vị trên, đây chắc chắn sẽ là một trong những trải nghiệm khó quên cho du khách khi đến với Hàn Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, thành phố Hồ Chí Minh được coi là thiên đường ăn vặt của giới trẻ. Những món ăn vặt ở đây nhiều vô kể, không phải ngày 1, ngày 2 là có thể thưởng thức hết. Phóng sự trong chương trình ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những địa điểm ăn vặt tuy vừa ngon vừa rẻ nhưng không phải ai cũng biết tới. Quý vị và các bạn thân mến, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ thu hút các du khách bởi danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, các công trình kiến trúc cổ mà còn thu hút các thực khách bởi một nền văn hóa ẩm thực vô cùng phong phú và đa dạng. Và trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng anh Thư tìm hiểu thêm về thiên đường các món ăn vặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị thân mến, một người bạn của anh Thư nói rằng hôm nay anh ấy sẽ đưa anh Thư và quý vị khán giả đến một nơi mà những chiếc bánh tổ ong đã được biến hóa đầy màu sắc và đa dạng. À, hình như anh ấy đến rồi kìa. Chào anh. Chào em. Em tới lâu chưa? Em mới tới à? Vậy hả? Ủa, vậy thì bây giờ mình đi đâu anh? Ok, hôm nay anh sẽ dắt em đến một quán ăn giống như là anh đã hứa. Anh sẽ dẫn em đi ăn bánh tổ ong. Theo anh, đi. Tới rồi. Đây, Waffle Lay, nơi mà anh sẽ dẫn em đến tiệm bánh tổ ong. Em thấy đẹp không? Dạ, tại cô mới biết được. Ok, vậy mình vô nha, đi. Đến với Waffle Place, bạn sẽ có cảm giác như được trở về tuổi thơ với những chiếc bánh tổ ong thơm ngon, hấp dẫn. Ở nước ngoài, món bánh này thường được dùng kèm với các loại mứt, siro, quả mọng, whipping cream như một món ăn sáng bổ dưỡng. Thế thì em biết là ở đây có tổng cộng là 18 loại bánh waffle. Nếu như em là tín đồ của những người thích ăn ngọt thì em có thể chọn những loại bánh waffle mà phủ lên đó những loại mứt như là mứt, dâu, chuối và phô mai. Còn nếu như mà em thích ăn những có được cái cảm giác lạnh của cái hương kem thì em hãy chọn những loại waffle có phủ lên đó những kem tươi như là kem tươi trà xanh và kem tươi chocolate. Hấp dẫn không? Nhiều món, biết chọn món nào. Em sẽ chọn món waffle chuối và waffle trà xanh. Các bước làm bột bánh tổ ong cũng khá đơn giản. Đầu tiên, người thợ làm nóng khuôn bánh 5 phút trước khi nướng, quét một ít bơ tan chảy lên trên khuôn. Khi khuôn bánh đã nóng, dùng muỗng múc bột cho vào nướng trong khoảng 7 đến 10 phút cho đến khi chín vàng giòn. Tùy vào sở thích ăn giòn hay mềm mà có thể điều chỉnh thời gian. Khi bánh đã chín thì lấy ra, rưới siro lên trên, có thể ăn kèm với kem hoặc mứt trái cây. Đậm mùi trà xanh. Thôi, tất cả hòa quyện vào một và em thêm món này nha. Mình nhìn thực ra là có kem nè, có chuối nè, rồi có siro nữa, nhưng mà ăn nó lại không bị ngán. Không ngán. Thế nào anh? Nó có cái vị béo. Béo. Có vị béo, béo của kem à. Đúng rồi. Bởi vì đây là trà, có một chút cái đắng đắng của trà. Vị nóng giòn của bánh tổ ong mới nướng, cộng với vị lạ của mứt và lạnh của kem cũng đủ để xóa tan cái nóng nực của ngày nắng và cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của thành phố Hồ Chí Minh năng động nhưng cũng rất đáng yêu. Chia tay với người bạn của mình tại quán bánh nướng tổ ong thơm ngon thì ngay bây giờ anh Thư lại có hẹn với một nhóm bạn khác tại một địa điểm khá là quen thuộc tại thành phố Hồ Chí Minh với món ăn vặt được mệnh danh là pizza của Việt Nam. Nằm ở quận Gò Vấp, quán Hương Cao Nguyên từ lâu được biết đến như một địa điểm với các món ăn vặt khá quen thuộc của giới trẻ thành phố. Chị ơi, cho em gọi món này. Chèm một trứng bò phô mai, một trứng xúc xích phô mai và lại một trứng gà phô mai. Chắc hẳn là quý vị đã đoán ra đây là món nào rồi đúng không? Vâng, đó chính là món bánh tráng nướng. Và bây giờ thì anh Thư cùng các bạn của mình cũng đang rất nóng lòng để chờ đợi món ăn hấp dẫn này đấy.
Cách làm bánh tráng nướng cũng khá đơn giản. Bên một bếp than hồng nghi ngút khói, người làm bánh đập vỡ một quả trứng gà hay trứng cút, rồi dùng cọ quét đều trên bề mặt miếng bánh tráng. Vừa nướng bánh trên bếp than, vừa rải đều các nguyên liệu trên bề mặt bánh và đợi đến khi bánh vừa chín. Đây quả là món ăn tuyệt vời dành cho những ai muốn tự pha trộn nên chiếc bánh của riêng mình. Wow, vậy là chiếc bánh của chúng ta đã xuất hiện rồi. Và chiếc bánh của anh Thư là gồm có gà này, phô mai này, có màu xanh của hành, có màu đỏ của khô bò nữa, nhìn rất là giống một chiếc bánh pizza. Có lẽ là anh Thư phải chụp một kiểu ảnh với chiếc bánh tráng nướng này thôi. Còn chần chờ gì nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức món ăn này nhé. Bò rất là mềm. Bò mềm. Phô mai thì thơm. Bánh tráng nướng và bánh tổ ong không chỉ thành phố Hồ Chí Minh mới có, nhưng sự hiện diện của những món ăn ấy trên mảnh đất này giống như một người bạn đồng hành cần mẫn đầy thân thiết. Và bên cạnh hai người bạn quen thuộc ấy, chúng ta vẫn còn rất nhiều món ăn vặt đáng nhớ khác. Muốn biết chúng là những gì, các bạn hãy cùng đón xem ở tập tiếp theo nhé! Xin mời quý vị và các bạn cùng cập nhật thông tin về các tour du lịch mới với giá khuyến mãi hấp dẫn. Hy vọng quý vị sẽ lựa chọn được những tour du lịch mà mình yêu thích. Đến đây thì thời lượng 15 phút của chương trình cũng đã trôi qua. Bảo Ngọc hy vọng rằng quý vị đã có thêm những thông tin du lịch bổ ích. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Bảo Ngọc xin chúc quý vị có một ngày mới nhiều niềm vui. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng vào lúc 6 giờ trên kênh HTV7.